Xin chào tất cả các bạn nhỏ của Diên Cookie. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với đồ chơi Lego các bạn nha. Và đây là câu chuyện đồ chơi phần 4 mới nhất năm 2019. Và chị nghĩ là câu chuyện đồ chơi này thì tất cả các bạn nhỏ đều đã biết rồi. Tất cả các bạn đều đã rất là yêu thích bộ phim này. Và bộ đồ chơi lắp ráp Lego hôm nay của chúng ta là diễn ra tại một hội chợ. Bên trong hội chợ có một cái trò chơi là tàu lượn sóng. Bộ trò chơi này chúng ta sẽ có 98 miếng để mà lắp ráp. Và chúng ta có thể thấy đó là bạn Bush và bạn Alan. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nha. Xin chào. Hai, cho mình một cây kem nhé. Dạ, vậy là chị đã hoàn thành xong phần lắp ráp bộ đồ chơi câu chuyện đồ chơi phần 4. Đã rất là hay luôn. Cũng khá là dễ lắp ráp đó các bạn, chỉ cần theo hướng dẫn của quyển sách là chúng ta có thể lắp ráp được rất là dễ dàng. Ok, và
em thật là nhiều niềm vui nha. Rồi, chị xin chào.